Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm kim chi cải thảo nha. Kim chi lên màu rất là đẹp luôn nè các bạn. Vị đậm đà, rất là thơm ngon. Cách làm cũng rất là đơn giản, mà nguyên liệu mình cũng dễ tìm nữa các bạn. Để mình làm được món kim chi cải thảo ngon, giòn, thì mình nên chọn mua cải thảo Đà Lạt nha. Cải thảo này mình mua là bắp cải thảo Đà Lạt, bắp ngắn nhưng bẹ rất dày. Mình làm ra thì món kim chi mình nó sẽ giòn hơn. Nguyên liệu mình có ở đây là cải thảo, một quả lê, một củ hành tây, 100g hẹ. Mình chọn hẹ cọng to nha. 4 tép hành lá, 3 quả ớt không cay. Nhà mình không có ăn ớt cay nhiều, cho nên là mình sẽ dùng 3 quả ớt không cay. Nếu các bạn mà thích ăn cay thì mình sẽ thêm ớt cay vào nha. Mình sẽ dùng 2 củ cà rốt và gừng, tỏi, củ hành tím. Mình có chuẩn bị ở đây là 100g ớt bột Hàn Quốc, loại không cay nha. Bây giờ mình sẽ đi sơ chế phần nguyên liệu này nha. Bắp cải thảo này mình sẽ chẻ ra làm tư hoặc là mình chẻ ra làm sáu, tùy theo mình thích lớn hay nhỏ nha. Mình cứ chẻ làm sao mà cho mình có thể mình rắc muối vào trong bẹ được. Thì các bạn cứ chẻ tùy theo ý của mình. Và mình sẽ rửa qua phần cải thảo này nha. Mình chuẩn bị 1/3 chén muối hột. Và bây giờ mình sẽ rắc muối vào trong bẹ cải nha. Sẽ rắc ở trong phần trong gốc á, để cho phần muối nó thấm vào trong cái cải thảo của mình. Nó sẽ dịu mềm và thấm muối vào thì cải mình ngon hơn. Mình cứ lần lượt làm từng bẹ như thế này cho đến hết phần cải nha. Mình chỉ rắc vào ít thôi, không cần phải nhiều đâu. Vì một chút nữa mình sẽ pha thêm nước muối mình ngâm. Mình đã rắc muối vào trong bẹ cải thảo xong. Giờ thì mình sẽ dùng 3,5 lít nước và mình sẽ cho muối vào. Mình cho vào đây 1/3 chén muối hột và mình sẽ quậy cho muối tan hết. Sau đó mình sẽ cho phần cải thảo vào. 3,5 lít nước thì cải thảo của mình nước sẽ xâm xấp mặt như thế này. Mình sẽ lấy một cái mâm và mình dặn lên. Các bạn có thể cho cái thau mình đựng nước vào và mình dặn như thế này để cho cải thảo của mình nó được ngập nước nha. Cải thảo mình đã ngâm qua được 4 tiếng. Bây giờ mình sẽ vắt cho ráo nước.
Đây là phần nguyên liệu mình đã sơ chế xong. Có ở đây là 1/3 chén cơm nguội để cho kim chi của mình lên men tự nhiên và thơm ngon. Thì mình sẽ sử dụng 1/3 chén cơm nguội và mình cho vào trong nồi. Mình cho vào đây 2 chén nước. Mình sẽ nấu cho đến khi nhừ thành cháo là được nha. Với phần nguyên liệu như thế này thì mình sẽ sử dụng cho 3 kg cải thảo nha. Bây giờ mình sẽ sắc ra và mình xay phần gia vị nha. Phần cháo thì mình cũng đã nấu xong. Mình sẽ cho hành tím, tỏi, lê, gừng và hành tây. Mình sẽ cho vào trong cối với cháo. Mình sẽ xay nhuyễn hỗn hợp này nha. Mình cho vào trong đây là 1 chén nước. Lúc nãy mình quên cho ớt vào, mình xay chung. Giờ thì mình sẽ sắc ớt ra và mình xay nhuyễn. Phần nguyên liệu còn lại thì mình sẽ sắc ra và mình sẽ cho vào trong hỗn hợp sốt. Kim chi thì cũng có rất là nhiều cách để làm, nhưng mình thấy mình làm theo cách này thì nguyên liệu rất là dễ tìm và mình cũng rất là dễ làm. Và món kim chi mình cũng rất là đậm đà luôn các bạn. Với số lượng nguyên liệu và gia vị như thế này thì mình sử dụng cho 3 kg cải thảo nha. Giờ mình sẽ cho phần gia vị vào. Mình sẽ cho vào đây là 2/3 chén nước mắm, 200g đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 100g tương cà, 100g tương ớt. Cà và tương ớt mình cho vào trong sốt như thế này thì sẽ giúp cho kim chi của mình nó đậm đà hơn. Và cuối cùng mình sẽ cho phần bột ớt vào. Sau đó mình sẽ trộn hỗn hợp đều lên nha. Phần sốt lên màu rất là đẹp luôn các bạn. Giờ mình sẽ nêm lại xem coi có vừa với khẩu vị với gia đình mình không nha. Rất là vừa ăn luôn các bạn. Nếu như các bạn nếm mà mình thấy lạc, mình thích ăn ngọt thì mình sẽ thêm đường. Còn nếu như các bạn thích ăn mặn thì mình thêm nước mắm vào nha. Giờ mình sẽ cho cải thảo vào và mình sẽ rưới phần nước sốt phủ lên trên cải thảo như thế này. Mình sẽ cho từng bẹ như thế này, mình phủ từng lớp như thế này nha. Mình chuẩn bị một cái hộp nhựa. Sau khi mình đã phủ cải thảo xong thì mình sẽ cho phần kim chi này qua cái hộp nhựa nha. Kim chi sau khi mình đã làm xong, sau đó mình sẽ đậy kín lại. Mình để qua một ngày một đêm, hoặc là mình để khoảng chừng 15 giờ thì mình để cho kim chi của mình lên men. Lúc đó các bạn sẽ dở ra mình kiểm tra. Nếu mình thử mình thấy kim chi đã lên men vừa ăn thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh, mình bảo quản và mình ăn dần. Các bạn để trong ngăn mát tủ lạnh thì mình dùng rất là lâu nha. Kim chi mình sẽ không bị chua nữa. Đây là phần kim chi mình đã làm mấy ngày trước. Kim chi lên màu rất là đẹp và rất là vừa ăn luôn. Món kim chi cải thảo mình đã thực hiện xong. Mình chúc các bạn thực hiện thành công nha.
và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.